Tập 12. Bà nội ơi, sao lại bị đau bụng? Từ tối hôm qua đến giờ cứ đau bụng hoài. Nếu không con gọi bác sĩ đến. Không cần, không cần. Chẳng qua chỉ đau bụng thôi. Huống hồ bà nội đang ở bệnh viện. Con sợ bà nội đau chết sao? Bà nội, sao bà nội có thể nói những lời không may mắn như vậy? Nhưng đang khỏe mạnh, sao bà nội lại đau bụng chứ? Có phải bà nội vẫn ăn đồ gì đó không sạch sẽ không? Đồ không sạch sẽ? Không có. Tối hôm qua chị uống mấy viên sơn tra mà thôi. Viên sơn tra là đồ gì vậy? Bà nội, có phải bà nội trốn viện ra ngoài, bị người nào đó nói lời hay, làm cho hồ đồ? Không đâu. Viên sơn tra này chính là mấy chị em già nói với bà nội, nó rất hiệu quả, bảo vệ sức khỏe. Nhìn thấy chưa? Bà nội uống một thời gian rồi, thực sự cảm thấy rất tốt, thấy tinh thần sảng khoái, khí huyết lưu thông. Chính là cũng không biết tại sao, có thể tối hôm qua uống thêm vài viên. Bà nội ơi, không được rồi, con đưa bà nội đi nhà vệ sinh. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, cẩn thận chút, nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh nhanh, đi nhà vệ sinh, nhanh nhanh, nhanh 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 đi. Số hàng này ông đã kiểm tra qua chưa? Tôi luôn vẫn kiểm tra. Vậy sao vấn đề lại ở sơn tra của chúng tôi? Không thể nào, chúng tôi có nhập hàng cố định, nhập toàn bộ sơn tra thượng hạng, không thể nào xảy ra vấn đề được. Vậy bây giờ xảy ra vấn đề rồi, ông nói sao đây? Đây, trưởng quầy, tiệm của ông có mức tiêu thụ sản lượng sơn tra tốt nhất. Bây giờ xảy ra vấn đề này rồi, tốt nhất cũng lớn như nhau. Vấn đề này ông từng nghĩ qua chưa? Thật tình, việc này tôi không biết chuyện. Tôi cũng không nghĩ. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Khách hàng ở bên đó có phản ứng gì? Ngoài đau bụng ra cũng không có gì khác. Gọi trưởng quầy các người ra đây cho tôi. Bà Thẩm, bà tìm trưởng quầy chúng tôi có việc gì không? Nếu như bà muốn mua đồ, còn mua nữa, còn mua nữa. Bây giờ đã thượng tuần hạ xã rồi. Tôi mua nữa sẽ xảy ra chết người đó. Đại Thẩm, chúng ta có việc gì nói chuyện. Nếu bà cứ cố ý kiếm chuyện với sơn tra của chúng tôi đổi cho bà một phần khác là được chứ gì. Không có việc gì thì đừng nói lung tung. Đợi đã, sau khi anh cầm đi, ai biết được anh có đổi hay không. Cô gái, cô nói lời này phải suy nghĩ kỹ chứ. Nói sao đi nữa, chúng tôi cũng là tiệm lâu đời, sao có thể bắt nạt khách hàng chứ. Chỉ có tiệm lâu đời mới hay bắt nạt khách quen. Cái này gọi là tiệm lớn lừa đảo khách hàng. Nhậm hội trưởng, Nhậm hội trưởng, Nhậm hội trưởng, người nhà anh cũng uống viên sơn tra à? Uống đau bụng rồi đúng không? Nhậm hội trưởng, tiếng tăm lừng lẫy đó. Hôm nay các người phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Không sai, cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Hội trưởng, hội trưởng, đây là tiệm anh mở sao? Cô có ý kiến? Vừa rồi sao anh không nói? Cô cũng không nói, anh phải tự nói chứ. Tôi còn nghĩ rằng anh với chúng tôi cùng đến đây lý luận. Thấy cô tự cho mình là đúng như vậy, anh mới tự cho mình là đúng đó. Có thể nói chút chuyện chính được không? Trước tiên trả lại tiền cho Đại Thẩm, sau đó đền gấp đôi tiền cho Đại Thẩm. Dạ. Đại Thẩm, như vậy đi, nếu sau này bị bệnh, lập tức đến bệnh viện. Viện phí thuốc, chúng cháu sẽ chịu trách nhiệm. Làm cho bà và người nhà sợ rồi, chúng tôi xin lỗi. Không, 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 không sao. Đau bụng thôi, lại không chết được. Hơn nữa, người nhà chúng tôi à, cường tráng như bò vậy. Đau bụng thôi, xem như giảm cân. Nhậm hội trưởng, cậu thường xuyên quyên góp nhiều tiền như vậy. Cậu xem, việc này thì không cần đâu, không cần đâu. Bà nghe cháu nói, tiền này nhất định bà phải cầm. Vậy tôi đi đây, tôi đi đây. Bảo trưởng quầy đi đăng báo, thu hồi tất cả viên sơn tra đã bán ra rồi. Đều là viên sơn tra uống đau bụng. Phía viện thuốc chúng ta chịu trách nhiệm.
Được. Sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Vì không liên quan đến cô, không cần cô lo. Đợi đã, anh cứ bồi thường như vậy cũng không phải là việc tốt. Chi bằng tôi giúp anh thu hồi tổn thất. Anh cảm thấy thế nào? Xin chào, xin hỏi cô đi mấy người? Hai người, giúp tôi tìm chỗ tốt một chút. Được, mời đi theo tôi. Latte. Nói đi, cô muốn giúp tôi thu hồi tổn thất như thế nào? Anh muốn tôi nói cũng được, nhưng anh phải hứa với tôi. Sau này không được đến cục 49 làm phiền tôi, quấy nhiễu tôi nữa. Cứ để tôi nghe thử ý kiến của cô trước, rồi tôi sẽ trả lời sau. Anh hứa với tôi trước, rồi tôi sẽ nói. Cô có thể đi rồi. Tôi... Được, vì tôi là người hay lo lắng, cho nên anh thắng tôi rồi. Bây giờ anh cho người nhập một lượng lớn phân ra thượng hạng, khẩn trương gia công chế tác. Chỉ cần người Thượng Hải có thẻ căn cước có hiệu lực đều có thể đến cửa hàng được thưởng miễn phí, còn có thể lấy một phần miễn phí. Như vậy không những có thể gây dựng lại tiếng tăm của Diêm Sơn Tra, mà còn có thể chiếm được càng nhiều lòng tin của khách hàng. Bây giờ anh có thể hứa với tôi rồi, không quấy nhiễu tôi nữa đúng không? Hôm nay tôi có hẹn với Quyền tiểu thư, không thể đến muộn. Bây giờ chúng ta đi. Hội trưởng, anh không phải qua cầu rút gián chứ? Và lại còn không nói cảm ơn. Anh đúng là, anh đúng là, anh đúng là, đúng là. A Xuân, làm theo cách của sở tiểu thư, bắt đầu dập một lượng sân tra thuộc hạng, cần cấp chế ra một lượng lớn viên sân tra. Hội trưởng, anh làm như vậy thật sao? Cũng không phải, không thể thử xem. Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi, Quyền tiểu thư, tôi đến muộn. Không sao, dặm hội trưởng chịu đến, tôi đã vui lắm rồi. Phục vụ, cho ly latte. Dạ, hội trưởng, anh uống latte không? Đều được, Quyền tiểu thư quyết định đi. Vừa rồi, có phải anh có việc gì nhỡ không? Đúng vậy. Latte của ngài, mời dùng, cảm ơn. Đưa cho người ở trong đó, biết không? Ừ. Dạ anh ta. Tiên sinh, có người nhờ tôi đưa cái này cho ngài. Người con gái của anh đang ở quán cà phê đường Nam Kinh, hẹn hò với đàn ông. Thank you.
Áo khoác của cô đâu? Áo khoác của tôi đâu nhỉ? Nhậm hội trưởng, anh đợi tôi một chút. Được. Chuyện gì thế? Sao vậy? Ai vậy? Đây là việc gì thế? Trên thế gian này chưa có ai dám ra tay với Nhậm Minh Hạo tôi. Dám động đến người con gái của tao, mày phải chết. Tôi không có hứng thú với người con gái của cậu. Đừng tự đa tình nữa. Tống Thành, anh làm gì thế? Lại dám ra tay với Nhậm hội trưởng? Anh không cần mạng nữa sao? Em là vị hôn thê của tôi. Không có sự cho phép của tôi, em không được qua lại với người khác. Ai là vị hôn thê của anh? Tôi không có quan hệ gì với anh. Hội trưởng, đừng tin lời anh ta nói. Việc của các người tự xử lý rõ ràng. Tôi hy vọng sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa. Không đâu, sẽ không đâu. Hội trưởng, Nhậm Minh Hảo. Tống Thành, tôi nói cho anh biết, tôi không có cảm giác gì với anh. Người tôi thích là Nhậm hội trưởng, chúng tôi đang hẹn hò. Sau này anh đừng đến làm việc tôi nữa, tạm biệt. Nhậm Hảo Minh, tao sẽ cho mày biết tay. Nhậm hội trưởng, sao cô lỡ đây? Anh nói hứa điều kiện với tôi, anh vẫn chưa hứa với tôi. Tôi không nhớ đã hứa với cô điều kiện gì. Nhậm Hạo Minh, đây là nơi công cộng, làm phiền cô nhỏ tiếng một chút. Sao tôi nhìn cô cũng không phải giống một học sinh học viện ngoại thương, chứ đừng nói là con gái đại gia. Đúng rồi, cô là người Sumatra. Anh, mặc kệ anh nói sao, nếu như anh không trả lời điều kiện của tôi, hôm nay tôi sẽ cứ theo anh. Được, đi theo tôi. Cô đi theo tôi, cô trả cho tôi 10 đồng đại dương. Anh, đúng rồi, A Xuân, sau khi cậu đi vào, lấy cho Sở tiểu thư ít đồ uống và bánh quy. Nếu không, miệng của ấy cứ cằn nhằn không ngừng. Dạ, hội trưởng. Hội trưởng. Phong ca, sắp xếp xong chưa? Theo lời dặn của anh đã sắp xếp xong rồi. Nhậm Hạo Minh, mày trêu vào người con trai của Tống đại soái, tao xem mày lần này thoát thân thế nào. Anh trêu tôi? Ai bảo cô có bộ mặt bị trêu? Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Lần này biểu hiện rất tốt, rất ngoan. Sau này nhất định phải nhớ, mỗi lần làm việc gì đều phải báo cáo với tôi. Nguyễn Thanh Điềm, mày luôn bị cái tên Nhậm Hỏng Minh đó trêu chọc. Mày đúng là đại ngốc.
Nếu như không muốn chết, tốt nhất thì bay bị rời khỏi Thượng Hải. Nếu không phát súng lần sau, tao sẽ bắn nát đầu mày. Không thể giữ được trái tim của người con gái, mày nên tự kiểm điểm bản thân một chút, chứ không phải cầm súng đến đây cáo mượn quay hùng. Tao thấy mày chán sống rồi. Con người tao không thể chịu đựng nhất chính là những người lấy súng chĩa vào tao. Còn làm sao? Tao bắn nát đầu mày. Cút đi. Dặm Hậu Minh, mày nhớ đó cho tao. Tao nhất định cho mày ăn không nổi đi hóng gió. Gì gì thế? Sao vậy? Không sao. Đi, tôi đưa cô về nhà. Sao các người lại ở cùng nhau? Tôi về trước đây. Hội trưởng, hôm nay việc anh dì tôi đánh nhau với Tống Thành, tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Không cần đâu, đánh nhau. Bất ngờ không? Mình cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hôm nay hội trưởng đã vì mình mà đánh nhau với Tống Thành. Lúc đó mình thực sự lo lắng, lo sợ hội trưởng bị thương. Nói xong chưa? Có thể bỏ tay ra chưa? Được rồi, đừng để bị lạnh. Mau đi vào đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi vào đi. An An, Dầm hội trưởng, anh ta thật sự vì cậu đánh nhau với Tống Thành sao? Cậu vẫn không tin lời mình sao? Cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Vừa rồi Dầm hội trưởng anh ấy cũng không phủ nhận. Vậy tại sao họ phải đánh nhau? Dầm hội trưởng tại sao không thể đánh nhau với Tống Thành chứ? Cậu biết trước đây Tống Thành cứ bám lấy mình. Hôm nay anh ta còn làm phiền mình và hội trưởng hẹn hò. Hội trưởng tức giận đánh anh ta cũng rất bình thường. Có gì kỳ lạ đâu. Tống công tử, ngày mai gặp. Điềm Điềm, mình hỏi thật cậu nhé, có phải cậu thích Dặm Hạo Minh không? Sao mình có thể chứ? Sao mình có thể thích anh ta? Vậy tại sao cậu lại để ý như vậy việc anh ta đánh nhau với Tống Thành đó? Mình thực sự không thích anh ta. Mình và anh ta là người của hai thế giới. Đúng, mình với anh ấy mới là người cùng một thế giới. Dặm hội trưởng, anh ấy đẹp trai, giàu có, con gái thích anh ấy cũng là rất bình thường. Điềm Điềm, nếu như cậu thích anh ấy, mình sẽ không trách cậu đâu. Cùng lắm chúng ta cạnh tranh công bằng. An An, không phải vậy đâu. Mình đang nghĩ
Nếu cậu và nhậm hội trưởng đã ở cùng nhau rồi, chi bằng chúng ta trao đổi thân phận lại đi. Nếu không hội trưởng biết, khẳng định sẽ giận cậu. Vậy cũng đúng. Nhưng mình cảm thấy phải tìm cơ hội thích hợp đã. Như vậy đi, sau này có cơ hội thích hợp, mình sẽ tự nói rõ với anh ấy, được không? Nếu đã như vậy, mình chuyển nhà về sống được rồi. Bởi vì sống ở đây, thực sự mình có chút không quen. Cậu cơ đây lâu thì sẽ quen. Giả lại ở đây, điều kiện hoàn cảnh của mình tốt hơn rất nhiều so với căn nhà cũ của cậu. Đúng rồi, còn bà nội cậu nữa. Đợi bà nội cậu ra viện, cậu đón bà qua đây. Sau này các người sống ở đây, được không? Điềm Điềm, vậy mình về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mấy đứa chúng mày lát nữa làm việc, chân tay nhanh nhẹn lên một chút, đừng để lộ tẩy, biết không? Biết rồi, biết rồi. Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cho tên tiểu hòa tống đó dễ chịu, dễ chịu. Đúng vậy, anh yên tâm đi. Một, hai, đi. Đánh, đánh, đánh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh tên tiểu tử cho mày mệt thiệt. Đừng đánh nữa. Tiểu tử nhà mày lần sau dám trêu nhậm hội trưởng chúng tao, mày đừng nghĩ còn sống mà trở về được. Đi thôi. Nhậm Hạo Minh, mặc dù An An nói đúng, nhưng việc thân phận sớm nói rõ thì vẫn tốt hơn. Mình nói rõ với nhậm hội trưởng trước, nhận được sự tha thứ của hội trưởng, mình nghĩ An An sẽ không trách mình đâu. Cứ quyết định vậy đi. Nhưng lỡ nhậm hội trưởng không tin lời mình nói thì phải làm sao? Anh ta sẽ cho rằng mình là đứa lừa đảo thì sao? Mà kệ đi, nói trước là hẳn hay. Sở tiểu thư, cô tìm hội trưởng hả? Anh ấy đang họp. Vậy tôi đợi anh ấy một lúc là được rồi. Vậy cô ngồi đi. Alo, An An, là anh. Chiều nay anh, tôi không có thời gian. Anh biết câu lạc bộ kịch nói hôm nay không cần luyện tập, em có thời gian. Tống công tử, lẽ nào cuộc sống của tôi ngoài kịch nói ra thì không có thứ gì sao? Hơn nữa, thời gian của tôi tự sắp xếp. Nói thật với anh, tôi đã hẹn hò rồi. Hẹn hò rồi. Không phải Nhậm Hậu Minh chứ? Đương nhiên là Nhậm Hậu Minh rồi. E rằng hôm nay hắn ta không có cách nào đến đây hẹn đâu. Anh có ý gì? Không có ý gì. Đợi mà xem.
Dậm Hạo Minh, hắn ta chỉnh diễn không có cách nào đến hẹn. Hội trưởng, văn kiện anh cần. Đây là bản báo cáo mới nhất, lấy cho mọi người xem. Được, vậy tôi đi xuống trước nhé. Phải đợi đến lúc nào đây? Hay là mình đi tìm anh ta nói rõ được rồi? Hội trưởng, Sở Tư Tư đến rồi. Bây giờ đang ở phòng làm việc đợi anh. Tôi biết rồi. A Xuân, đợi lát nữa cậu đi xử lý mấy vấn đề của bản báo cáo. Dạ. Hội trưởng, anh xem. Hội trưởng, phía bên Tô Châu truyền tin tới, nói hôm qua nhìn thấy một người đàn ông ở số 27 đường Thập Toàn đến trả phòng của vị tiểu thư thuê. Trả phòng? Đúng. Người đàn ông đó thế nào? Người đàn ông đó khoảng 40, dáng trung bình, ăn mặc rất lịch sự, nhưng do đội mũ nên không nhìn rõ tướng mạo. Hơn 40. Lẽ nào người đàn ông đó vẫn chưa chết? Trời ơi, lẽ nào người đàn ông đó vẫn chưa chết? Nếu như ông ta chưa chết, hội trưởng lại bắt mình để hỏi việc của em gái anh ta. Không được, mình phải đi nói với An An trước. A Hà, hội trưởng anh nói đi. Cậu lập tức đi Tô Châu một chuyến, sau đó phái người để theo dõi. Có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo cho tôi. Được, hội trưởng. Điềm Điềm, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu muốn tìm Nhậm hội trưởng nói rõ chuyện thân phận của chúng ta chứ? An An, chúng ta nhất định không thể để Nhậm Minh Hạo biết chúng ta thay đổi thân phận. Nhưng không phải cậu vừa... Đi thôi. Sở An An không phải mới tới sao? Người đâu? An An, mình thực sự vừa muốn nói với Nhậm Hậu Minh vì chúng ta thay đổi thân phận. Vì mình cảm thấy cứ tiếp tục lừa gạt sẽ có kết quả khôn lường. Chúng ta lừa anh ta như vậy thực sự không tốt. Có thể có kết quả khôn lường gì chứ? Rõ ràng là cậu. An An, cậu nghe mình nói. Mình vừa nghe thấy thủ hạ của Nhậm Hậu Minh đã đi Tô Châu trả phòng Nhậm Hiểu Hiểu thuê, cho nên Nhậm Hậu Minh vẫn còn nghi ngờ người đàn ông lớn tuổi kia vẫn chưa chết. Việc này anh ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra, nhất định sẽ chưa kết thúc được. Xuống xe, nhanh. Mau xuống xe. Dạ. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, đi theo. Nhanh. An An, cậu nói với mình, cậu có biết Nhậm Hiểu Hiểu và người đàn ông đó rốt cuộc có quan hệ gì không? Cho dù cậu biết hay không, cậu cũng phải nói với mình. Mình xin thề, mình xin thề. Mình thề một vạn lần, mình thực sự không biết gì của họ. Nếu như cậu thực sự không biết, vì chúng ta đi tìm Nhậm Hậu Minh, nói rõ chuyện của chúng ta trao đổi thân phận. Không được, không được. Bây giờ cậu không thể đi tìm anh ta. Bây giờ Nhậm Hậu Minh anh ta lại nghĩ đến chuyện của anh gái anh ta. Bây giờ mà chúng mình đi tìm anh ta, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đợi một thời gian nữa chúng ta hãy đi tìm anh ta, có được không? Đi, đưa lên xe. Ai? Ra rồi, ra rồi. Các người vừa dùng cái gì mà bắt hội trưởng? Hội trưởng, hội trưởng. Trở về. Hội trưởng, trở về. Lên xe. Lên xe. Lên xe. Thật là, việc gì thế? Bị bắt sao? Vẫn chưa biết rõ. C
Xem ra lại có ai đó bị bắt vào trong đó rồi. Người này bị bắt vào, 10 phần thì 8-9 phần là làm ít dưỡng nhiều. Đúng đúng đúng, khẳng định là vậy. Chết chắc rồi. Đừng xem nữa, đi thôi, đi thôi. Đi vào. Đợi một chút. Làm gì? Có lời mau nói, có rắm mau thả. Giúp tôi giữ lời cho Tống Thành, lợi dụng lão già của hắn để báo thù. Không phải là hảo hán gì. Đây là năng lực của thiếu gia nhà chúng tôi. Anh à, ngoan ngoãn ở đây đi. Phong ca, không ngoài dự tính của anh, quả nhiên Tống Thành tức giận đã bắt nhầm Hậu Minh vào sói phủ rồi. Rõ chưa? Rõ. Đi thôi. Đi. Kỳ lạ. Cả buổi sáng sao hội trưởng không đến tìm mình nhỉ? Hay xảy ra chuyện gì rồi? An An. Nhìn bộ dạng cậu chắc là đang lo lắng gì của hội trưởng hả? Việc gì? Cậu vẫn chưa biết sao? Cậu xem đi. Nhầm hội trưởng làm cái gì? Lẽ nào kẻ thù trả thù sao? Sao lại như thế này? Hôm qua vẫn còn tốt mà. Cậu đừng lo lắng quá. Nhân vật lớn như nhầm hội trưởng không hiểu sao lại bị bắt. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Rất nhanh sẽ được thả ra. Ai đó? Là mình.
Điềm Điềm, sao cậu lại tới đây? Mình không nói với cậu nữa. Mình còn phải đi hẹn hò với Nhậm hội trưởng nữa. Còn hẹn hò cái gì chứ? Cậu xem đi. Việc gì thế? Nhậm hội trưởng sao lại đắc tội với quân phiệt? Mình cũng là sáng nay xem báo mới biết. An An, cậu nói đi. Chúng ta có thể làm được gì để giúp Nhậm Hậu Minh? Như vậy đi, mình chỉ có tìm người đến sở cảnh sát thăm dò tin tức, làm rõ trước việc gì xảy ra rồi tính sao. Vậy anh ta có nguy hiểm không? Mình cảm thấy dù có đăng báo, quân phiệt sẽ cưỡng bức áp lực dung luận, có lẽ không dám làm gì anh ta đâu. Đúng rồi, trong thời gian này chúng ta phải mở rộng quan hệ. Xem phía cậu có người nào không? Xem có thể giúp gì không? Mình cũng không quen biết nhân vật lớn nào. Có rồi. Lâm tiên sinh, tôi có việc tìm anh giúp. An An, đúng lúc tôi cũng có việc muốn tìm cô. Có việc gì, cô không cần cầu xin tôi. Tôi đạo nghĩa không từ chối. Là liên quan đến Nhậm hội trưởng. Nhậm Hậu Minh, không biết anh ta đã trêu chọc ai, đã bị bắt vào trong phủ của đại soái. Có việc này sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ anh có thể có biện pháp giúp anh ta. Tôi biết anh và Nhậm Hậu Minh có chút hiềm khích. Tuy con người anh ta có chút bá đạo, muốn làm gì thì làm cái đó, nhưng bản chất anh ta không xấu. Cho nên tôi muốn nhờ Lâm tiên sinh nhất định phải giúp anh ta. Dù sao cô đã mở lời, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn lực. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Đúng rồi, anh nói có gì muốn tìm tôi là gì? Việc gì? Đúng rồi, đợi một chút. Trước đây cô giúp tôi khôi phục công việc, chạy đông chạy tây, chịu không ít tủi nhục. Thực sự tôi phải cảm ơn cô. Món quà quý giá thế này tôi không thể nhận. Bây giờ cô đi làm rồi, cũng phải dùng đến. Nào, cầm đi. Cảm ơn anh, Lâm tiên sinh. Vậy gì của Nhậm hội trưởng làm phiền anh rồi. Được. Sở tiểu thư. Sở tiểu thư. Dì tiểu thư xinh đẹp này có lẽ chính là Sở An An, học viện thương mại tư lập Thượng Hải, chuyên ngành điện vô tuyến. Các người là ai? Chúng tôi là ai không quan trọng, đi cùng chúng tôi một chuyến. Vừa dù cái gì tôi phải đi với các người chứ. Sở tiểu thư, tôi nghĩ Sở tiểu thư có lẽ là người thông minh, tại hạ cũng phụng mệnh hành sự thôi. Xin đừng làm khó chúng tôi, dẫn đi. Đi, đi. Rốt cuộc các người là ai? Vì dù cái gì mà phải đi theo các người? Nè, giải thích rõ cho tôi. Tỉnh dậy, không được ngủ. Tống công tử giao mày cho chúng tao, bảo chúng tao trông mày cẩn thận, khử đi khí tà trên người của mày, để sau này mày học chút lương thiện. Tống Thành thật đáng thương, dùng thủ đoạn hèn hạ thế này chính là chứng minh hắn ta vô dụng. Mày đã đến nông nỗi này rồi, vẫn nghĩ mình là đại hội trưởng trong công quản sao? Mày tỉnh táo đi.
Được, tôi xin thử hàng khác nhé. Bán chạy đây, bán chạy đây. Nhìn người này mặc quân phục, có thể nào có liên quan đến việc của hội trưởng không?